Ngày hôm nay, không chỉ riêng mình Chiến công khai thể hiện tình cảm, mà còn có Duy Anh. Trong mọi hoạt động, anh chàng không ngần ngại trao cho Tiên những cử chỉ ân cần nhất. Tớ đang ngồi mát ăn bát vàng. Không, mà không đội đâu. Không đội á? Không, nó hợp không hợp đội. Vô tình thì mình cũng phát hiện ra được một vài điều về cặp đôi bí ẩn ở trong cái trò chơi bắn cung này. Nó có hai điều là mình phải để ý một chút xíu. Thì Duy Anh có đi lấy một cái nón cối. Duy Anh nói là để anh đi lấy nón cho em đội. Thì Duy Anh đem nón lại và đưa cho Tiên. Tại vì lúc đó Duy Anh chắc là không để ý mình đang ở phía sau. Thử thách chương trình đưa ra: ôm đằng sau lưng một người con trai bất kỳ. Thì mình được định thực hiện là với anh Duy á. Nhưng mà lúc đó là bắn cung thì ảnh một cặp với bé Tiên, cho nên là mình không có tiếp xúc gần với anh Duy được. Lúc đó Duy Anh đứng rất là gần. Thì mình giả vờ mình vấp ngã một chút xíu và mình ôm Duy Anh. Nhưng mà mình chỉ ôm một tay thôi, kiểu mình tựa vào thôi. Và mình thấy lúc đó vô tình Tiên có liếc mơ qua một chút xíu. Tự nhiên mình chột dạ, mình cảm giác giống như là mình đang ôm người yêu của một bạn nào đó. Tự nhiên mình giật lùi lại về sau. Những cái cử chỉ quan tâm này á, thì nó vô tình cho mình bắt gặp được là thế này thế kia, các bạn cũng hiểu ý mình đúng không? Bigger, bigger.